Thật ra ấy, Phương Linh không biết là dùng từ có đúng không, nhưng mà trên sân khấu với ngoài đời Phương Linh khác nhau lắm. Linh dùng mạng xã hội, nói chung là nhiều khi Linh cũng hay tầm bậy tầm bạ trên mạng xã hội lắm, cho nên là nhận được khen thì cũng có, chê cũng nhiều và có cả mắng chửi nữa. Ngày xưa ấy thì Phương Linh không có để tâm nhiều. Ngày xưa việc ai người làm Linh chẳng bao giờ Linh đọc comment hay là cái gì cả, nhưng mà 2-3 năm gần đây có thể là độ tuổi của mình đã khác ấy, xong rồi vì mình thấy mọi người cũng quan tâm mà mình lại cũng quan tâm đến cảm xúc của những cái khán giả muốn nghe nhạc thật sự của mình, cho nên là Phương Linh lại từ đấy Phương Linh Linh sang cái chuyện là ồ thế mình mà cứ xàm xí, mình cứ vô tri ở trên mạng xã hội mà những cái khán giả yêu nhạc thực thụ người ta chỉ muốn xem một Phương Linh với âm nhạc thôi, thì những khán giả đấy sẽ buồn lòng lắm khi mà Linh cứ lên trên mạng đôi khi Linh đôi co với anti, hoặc là Linh có những cái phát ngôn nó chưa có chuẩn mực và cũng chưa được lòng nhiều người ấy. Có thể là những cái lời nói đấy nó đúng với mình, đúng với tính cách của mình, nhưng mà đâu phải là ở ngoài xã hội ai người ta cũng sẽ hiểu cái điều đấy, đúng không? Tại vì mỗi người, mỗi cá thể, mỗi suy nghĩ khác nhau, mình không thể nào áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác được. Cho nên bây giờ Phương Linh đã tem tém lại. Thì yêu thì ai cũng yêu mà. Có nhiều người người ta yêu còn hay ho hơn mình chứ. Nhưng mà mình bị cái tính là gọi là sao? Hay oang oang ở trên mạng xã hội ấy. Tức là khoe, thích khoe người mình yêu đúng không? Ừ, khoe chứ. Vì Linh cũng đang rất là vui trong tình yêu mà. Vui vẻ lắm. Cho nên là Linh đã, nhưng mà bây giờ đã bớt rồi. Đấy là do anh ấy không thích hay là do Ồ, anh ấy được không thích ấy hả? khán Không, chỉ là Linh thôi. Linh vẫn khó tính. Linh không phải là người dễ tính. Người thì bảo là Linh khó tính với kỹ tính, nhưng mà cũng đúng thôi. Mình là phụ nữ thì đôi khi mình phải đòi hỏi mình chỉn chu. Và nói chung là mình khó với mình được, mình đừng có khó với người khác. Nếu mình khó với người khác là giống như là sẽ áp đặt. em thấy cái cách các cái cách mà nhìn thì khó với người yêu mà Thì đó là người yêu của mình mà. không khó với Mình người khác nhưng khó với người yêu. đúng là mình đâu có khó với người yêu của người khác đâu. Cũng ok mà. Thế em nghĩ à, thế một người đàn ông như nào thì chiều được chị? Em thấy kiểu trong những cái kép màn hình ấy thì chị rất là khó chiều, ví dụ như anh ấy đến muộn này hay anh ấy gì đấy là chị cũng dỗi này. Không, chắc chắc em có nhớ nhầm, anh ấy không đến muộn đâu. Anh ấy sẽ đến và đợi chị chứ. Tại vì á, Phương Linh quan niệm là, Phương Linh không biết người khác nào nhá, nhưng mà phụ nữ thiệt thòi lắm. Khi mà bạn làm vợ, làm mẹ là bạn phải, tức là làm vợ, làm mẹ là phải phải này. Tức là chẳng ai bắt mình trong cuộc sống này là phải thế này, phải thế kia cả. Nhưng mà khi mà bạn làm mẹ thì bạn là người mẹ, mà người mẹ phải như thế nào, bạn làm vợ thì người vợ phải như thế nào. Đấy, cho nên là Linh nghĩ khi yêu á thì Linh muốn được chiều, được vui vẻ, được là bản thân mình, dù mình có rất là nhiều tính xấu. Bạn trai của Phương Linh cũng phát hiện Linh rất nhiều tính xấu mà, nhiều tính xấu lắm và không hợp nhau cái gì cả, nhưng mà Nhưng mà chiều chiều chứ. Nhưng mà mình cũng cũng là người phải, chắc mình cũng cũng không đến nỗi tệ, cho nên là người ta vẫn chịu được, kiểu kiểu thế. À, nói về cái bài hát đấy, chị yêu bài hát đấy lắm, nhưng mà mình chỉ yêu bởi vì lời ca, ca từ, giai điệu thôi, chứ còn nó phải phù hợp với từng người. À, Phương Linh là một cái người Phương Linh nghĩ là phù hợp sống độc thân hơn, vẫn có tình yêu, vẫn đấy, nhưng mà để làm vợ làm mẹ nó quá nhiều trách nhiệm đi, cũng chưa có nghĩ tới. Dạo này thấy lâu lâu rồi thì tò mò tại sao tự nhiên không đăng. À, đang tạm chia tay. Ủa. đang đang tạm chia tay một thời gian. Nhưng mà vẫn quan tâm lắm. Vẫn quan tâm. Em ho, em ốm này, bây giờ phải làm sao? Thì chuẩn bị mặc đồ vào. Tôi đưa bà đi xông họng hay là cái gì đấy. Đấy, hay hay xưng tôi và bà, ông và bà, kiểu kiểu đấy. Thế cách yêu của chị bây giờ với là ngày xưa có khác gì không? Hồi mà Ồ. chị hát cơn gió lại như cái năm mà cách đây 20 năm. Khác chứ.
đấy thì mình mới ngoài 20, bây giờ là mình 40. Nó cũng khác chứ. Cơ bản thì mình vẫn là mình thôi. Nhưng mà nó ít năng suất hơn. Nó sẽ giống như kiểu là không có nhiệt huyết thanh xuân ấy. Nói chung là tuổi trẻ là một cái gì đấy tuyệt vời lắm. Cho nên là mình phải tận hưởng. Nhưng mà không có nghĩa là bước vào cái tuổi trưởng thành, gọi tuổi 40 là tuổi trưởng thành đi ha. Nó cũng có những cái hay. Mỗi cái nó có một cái hay riêng. Thế bây giờ làm nũng nhiều hơn hay bây giờ? Ồ, Linh chẳng bao giờ Linh làm nũng cả. Em đọc cái kép màn hình của chị, rõ ràng chị làm nũng mà. Đâu có đâu, Linh chỉ muốn là anh làm theo đúng ý của Linh thôi. Bởi vì Linh là người rất là chỉn chu. Và Linh một là một, hai là hai. Từng bước như thế này nó sẽ hợp lý. Thì tốt nhất là anh hãy theo. Và Linh không muốn nói điêu, nói phét quá nhiều. Mình có phải cái máy đâu mà nhiều show các thứ. Nói chung là Linh là một cái người vừa ăn chơi, vừa đi làm và vừa hưởng thụ. Linh kết hợp tất cả lại với nhau, chứ không phải là một cái người chỉ biết chăm chăm đi làm hoặc là chỉ thích đam mê đi chơi. Có nghĩa là vừa làm vừa chơi, nó phải là được chia sẻ, cân bằng với nhau. Cho nên là khi mà cái chân ấy đến ấy, cái điều buồn nhất của Linh là nhiều mình thắc mắc là tại sao lúc đấy mình mới bao nhiêu tuổi đâu mà mình lại bị tràn dịch khớp gối này, rồi là phải đền hợp đồng nhiều. Các bạn biết là diễn event là phải có ký kết hợp đồng, là bị đền hợp đồng đấy. Rồi khi đấy là mình sẽ phải diễn ít lại, ngưng hẳn phòng trà luôn và tập trung chữa trị cái chân. Thế thôi. Sau đi khi chữa xong thì cũng nhiều năm rồi, Linh cũng đâu có đi hát phòng trà lại đâu. Các bạn đồng nghiệp của Linh cứ đi hát đều tới tấp. Mình thì vẫn đi chơi với các bạn, vẫn hẹn hò với các bạn, xong rồi và mình vẫn diễn event. Tại vì thật ra làm ca sĩ kiếm tiền chủ yếu bằng event, còn như hát phòng trà là để mình được hát live band, mình được gần gũi, được giao lưu với khán giả, được nói chuyện với khán giả, được tương tác với khán giả. Đấy, mỗi cái là nó sẽ có một cái hay nhá. Đấy, để xem là mình... Có phải là điều mình nuối tiếc khi mà mình không gần gũi quá nhiều? Thì bây giờ Linh gần thôi, có gì đâu mà nuối tiếc. Sớm hay muộn thì cũng có mà. Bây giờ thì gần gũi với khán giả thì chị được với cả rất nhiều tạo trend. Ví dụ như là hát vừa tô son này, hay là cái hát cái từ thấu đâu này. Thì chị thấy thế nào khi mà những cái đấy tràn ra ở trên mạng thì mọi người tung hô? Linh hát mà Linh tô son ấy, có phải là tạo trend gì đâu. Chẳng qua là lúc đấy có ghi hình mà môi nó bị nhợt nhạt thì mình đánh son thôi, mà mình đang tập với band thôi, chứ cũng không có cố tình tạo cái gì cả. Còn cái bài thấu đâu, cái bài anh cứ đi đi mà cái câu thấu đâu ấy, thì đó là cái signature của mình thôi, thì mình hát vậy thôi, chứ cũng không có phải là cái gì cao siêu hay là bình thường, tất cả đều bình thường, không có gì cả. Bây giờ thì một số ở trên mạng, chị cũng đã từng nhắc đến là trong cái TikTok của mình ấy, là chị hay được gọi bằng chị gái Phương Ly. Thì chị nghĩ thế nào khi mà mọi người gọi như thế? Chị rất là tự hào. Em gái của chị gọi là như thế nào? Nói chung cô ấy là một cái người ngoan. Mình nhận xét ở cái khía cạnh là trong gia đình nhá. Đó là một cô em gái rất là đáng đồng tiền. Có nghĩa là trong gia đình ấy thì bây giờ Phương Ly là một cái người rất là trách nhiệm với cha mẹ này, với em Ún này, và rất là ngoan. Tại vì ba mẹ của Phương Linh ấy là có sinh ra hai cô con gái và một con trai út, thì mẹ luôn luôn nói là chị em gái như trái cau non, chị rất là nóng tính, chị có nói gì thì con cũng phải im lặng, mà không bao giờ con được cãi chị. Thế mới là chị em gái với nhau. Tại vì ngày nhỏ thì Linh chăm cô ấy nhiều lắm, thì cái việc mà cô ấy ngoan, cô ấy nghe lời Linh cũng là bình thường. Bởi vì Ly kém Linh cũng rất là nhiều tuổi. Chị cũng nghiêm khắc với em gái không chị? Nghiêm chứ, tại vì mình là chị cả mà.